Chào anh em nhá, nay lên thăm vườn có một con rắn nó lột xác đây, rất là to nhỉ. Này không biết rắn gì, không biết đi về đâu ơi. Con này to lắm đây này, đấy, to lắm, cái này mới xong đây, to và dài nhá, to lắm. Đo con này để đo cái xem nào. Ui ô, con này cao hơn người cả nhà, con này phải 2 mét, khiếp chưa. Cái này cái cổ tay chắc cho vào được. Đây anh em bới đây, không biết đi về đâu, bới một lúc xem nó có thấy không. Trúng mánh rồi nhá anh em nhá. Ấy con này, được chưa? Dài hơn 2 mét. Đây, đào làm một con này đây. Ngay bằng vải. Con này thì nấu với băm chả, không thì đem về nấu với gà. Đây có lỗ đây rồi. Tình hình không biết là có nằm ở đây không. Đấy, lỗ rất to. Ui dù, lỗ to thế. Đủ to đấy nhỉ. Đào bên trên một tí. Đấy, đào bên trên đi một tí nữa. Đào ở chỗ này này. Đấy. Nhiều hàng to lắm. Ui ui ui, ui ui, ra vơ, thò đầu ra rồi. Vậy đừng lui vậy, tay cái xẻng rồi. Thò đầu ra vơ. Ấu ra là phải áo tay để nó cặn mà. Ây da, không biết rắn gì anh em ạ. Thò đầu ra rồi. Dài đâu, nhưng này có bánh dài. Lấy túi á. Phải đi lấy... Rồi. Bịt vào, không nó ra ngay đấy. Con này nó ấy rồi, nó nhột rồi. Phải thôi anh em ạ, ở trong này rồi. Cháu đi lấy cây đấy đó. Nếu mà bành thì còn đè cổ nó. Đây rồi anh em ạ. Ui dù. Già thì mới lột xong. Đây anh em nhìn cái da kìa. Đấy. Nhìn cái da khủng khiếp không. Ui dù. Ngay vườn vải nhà em nhá. Ngay ở khe khe. Thấy cái lỗ đây, nó lỗ vào ở dưới ngay. Đây này, đống đá đây này. Hàng chuột. Chưa biết rắn gì cả nhà, chưa biết rắn gì. Đây cho cả nhà xem cái da của nó lột đây này. Mới cứng. Đấy. Da khủng khiếp không? Mới lột xong nhá. Đào vào lưng chừng thì được con này. Đấy, lưng chừng thì được con này. Con này không biết là nằm ở bên trong. Vừa đây thấy thò đầu ra rồi, không biết rắn gì rồi. Khiếp thật, thằng cháu nó đi lấy cây rồi. Thò đầu ra to lắm, không biết rắn gì. Đấy, bới dần dần thôi. Thùng nhé. Đấy, bới thùng à, bới thùng nó phi ra đấy. Bới thùng cháu đấy à? Thôi lấy cây móc ra. Không phải ở bên đấy đâu. Bên này. Thôi lấy cây khều ra. Nó hết đường rồi. Đấy.
Sâu cũng còn vào khá sâu đấy. Nó nếu mà to thì còn vào khá sâu đấy. Bùm mì. Đấy nó vừa nãy nó thò đầu ra còn hết đường rồi. Tối thế nhỉ, không có cái đèn dọi. Thấy chưa? Ui hú, còn sâu lắm. Sâu quá. Còn sâu lắm, chưa tới đâu. Chắc là con rắn to nó thế thôi. Không, chú lấy cái cây móc ra nhá. Hả? Đi về lấy cái móc móc ra. Có móc rồi chú. Còn đào đào lâu lắm bằng này. Đây rồi anh em thấy đầu ơi, đây này. Đấy, đầu sáng quắc. Ví dụ cái đầu khá to. Cũng nhanh đấy, không phải không nhanh đâu. Loại này nhanh đấy. Cái đầu sang kia. Mười mỗi thằng nào. Lấy cái cây này này, lấy cây này khều này. Lấy cây này khều nó khác dạng. Đây này, lấy, đấy. Con này không phải con lột xác chứ đâu chú ạ. Con này bé. Ấy không phải bé đâu. Cái này là cái đoạn đầu mà. Đoạn đầu bé thôi vớ. Úi da. Con này nhìn bé thôi. Tí nó ra mới biết được. Cái đoạn đầu bé thôi mà. Cái lột xác này đoạn đầu bé thôi mà. Cái đoạn đầu bé, cái đoạn giữa mới to. Đấy, như thế không không ấy được đâu. Kệ nó, khều khều nó khác ra. Lấy cái xẻng chọc khót ra. Đấy chọc vào đây nữa. Lỗ chắc vẫn còn khá, vẫn còn đi đấy. Úi chọc cái thùng nó quá. Cái xẻng hót đi. Đấy hót kiểu đấy. Hót úp xẻng thôi, hót thế là không được. Đấy hót kiểu đấy. Cái lỗ nó ngược xuống đây rồi. Dễ hết nhỉ. Không sợ đâu. Cái thò cái tay vào trong cái túi ấy, nó đớp nó không trúng đâu mà. Mình tốt xem. Thò cái tay vào trong cái túi ấy. Không sợ đâu. Thò cái tay vào trong túi ấy, đừng có bình tĩnh. Mình thuộc. Thò tay vào trong túi đi, nó thợp sang thì chụp vào đầu, như thế là không thấy đường đâu. Mình tính, mình nghĩ thế. Thò tay vào trong túi ấy, bắt nó mới ấy. Thò hẳn cái tay vào trong túi ấy. Đấy, nó thò ra thì tộp vào cái cổ nó này. Mưa kẹp, mưa nhỏ đấy, khử mình nhá.
Rồi tóm 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 cái tay ấy ở đây, tay tóm vào đầu đi. Vẫn chưa bắt được á? Kịp chưa? Này. Cái tay cứ bóp từ từ đã, cứ bóp đầu từ từ á. Cái tay ở trong túi cứ cầm đầu đã, không sợ đâu. Bóp được đầu chưa? Ôi, thấy chưa? Rồi. Kịp chưa? Này mày. Còn thôi. Đây. Cho ra cái đây quay đạn xem nào. Kịp chưa? Ui, ui con này. Ui, mà còn chắc nữa. Bằng cổ tay. Mày thò cổ tay vào xem nào. Đấy thấy chưa? Bằng cổ tay mà. Này. Xuống em. Cái đầu ấy bé nhưng mà đợt thân này. Nhìn đầu ấy bé rồi nha. Rồi, thấy chưa? Ui dù. Thả vào túi đi. Ui dù. À, nó xít à? Ui dù, nó xít à? Rồi, thả vào túi. Chào anh em nha. Đấy, ở ngay đây thôi.